Mặt trời, một quả cầu lửa khổng lồ cháy rừng rực trong suốt 5 tỷ năm qua, được coi là một trong những yếu tố đầu tiên giúp hình thành nên sự sống trên trái đất. Theo các nhà thiên văn học thì mặt trời đã tồn tại được một nửa cuộc đời của nó. Không ai được chứng kiến mặt trời hình thành như thế nào, cũng chưa ai biết sẽ ra sao nếu một ngày nào đó mặt trời không còn tồn tại. Hơn 6 tỷ năm nữa cơ mà. Đợi mòn kiếp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang sống khỏe mạnh trên hành tinh này một phần không nhỏ nhờ mặt trời, hay nói rõ hơn đó là nhờ ánh nắng mặt trời, mặc dù phần lớn thời gian chúng ta trốn tránh nó. Vậy ánh nắng mặt trời ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào? Tôi tò mò số thứ 6 lần này sẽ giúp bạn có một cái nhìn khái quát nhất về ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời tới con người. Lợi ích có, tác hại có, và nhiều điều bổ ích sẽ được bật mí trong video. Bắt đầu luôn nào! Như chúng ta đã biết thì ánh nắng mặt trời gồm có các ánh sáng có thể nhìn thấy và ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hay còn gọi là các tia bức sóng ngắn. Dải ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng từ 380 đến 760 nanomet, là các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím chiếu qua bầu khí quyển đem lại nguồn sáng cho tất cả các sinh vật trên trái đất. Còn dải ánh sáng không nhìn thấy được bằng mắt thường gồm các tia có bức sóng ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này bị chặn lại ở tầng ozone của trái đất. Ngoài ra có các tia bức xạ UV và các tia có bức sóng dài như tia hồng ngoại nữa. Theo cuốn Global Solar UV Index, The Practical Guide của WHO, các tia bức xạ UV nằm trong khoảng bức sóng từ 100 đến 400 nanomet và được chia thành 3 dạng: UVA, UVB và UVC. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua bầu khí quyển của trái đất thì toàn bộ bức xạ UVC và khoảng 90% bức xạ UVB bị hấp thụ bởi lớp ozone, lớp hơi nước và các lớp khí oxy, carbon dioxide, nên chỉ còn có tia UVA và một phần nhỏ của tia UVB là xuống được bề mặt trái đất. Tuy nhiên, lượng tia UV chiếu tới con người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện khí quyển và đặc điểm địa lý của từng vùng, phụ thuộc vào mùa, thời gian trong ngày, và giao tiếp xúc với ánh nắng mặt trời còn phụ thuộc vào các hoạt động của con người, quần áo của chúng ta đang mặc nữa. Chính sự góp mặt của các tia UV trong ánh nắng mặt trời là nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng xấu đến cơ thể của con người, đặc biệt là đến da nếu chúng ta tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mà không có phương pháp bảo vệ cần thiết. Những tia UV có bức sóng ngắn mang nhiều năng lượng, có khả năng đâm xuyên qua lớp biểu bì da, gây ra cháy nắng cấp tính và một số thay đổi mãn tính như dày da, nhăn da, lão hóa da, và nguy hiểm hơn cả đó là ung thư da. Theo WHO thì chỉ số tia UV hay còn gọi là UV Index được xếp theo thang từ 1 đến 11 cộng. Chỉ số từ 1 đến 2 thì chúng ta có thể ra ngoài mà không cần đồ bảo hộ. Từ 3 đến 7 thì cần có đồ bảo hộ, thoa kem chống nắng và nên tìm kiếm bóng râm để trú. Còn từ 8 trở lên thì được khuyến cáo là hạn chế ra ngoài. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần che chắn toàn thân, sử dụng kem chống nắng là rất cần thiết. Chỉ số tia UV cũng tăng dần từ sáng đến trưa rồi giảm dần khi mặt trời chuẩn bị lặn. Chỉ số này lên cao nhất trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và có thể lên tới 13 ở mức độ cực kỳ nguy hiểm nếu trời quang vào giữa trưa. Tốt nhất là đừng nên ra ngoài. Ngoài hai lợi ích quá rõ ràng của ánh nắng mặt trời, đó là đem lại ánh sáng và đem lại nguồn nhiệt vô cùng lớn sưởi ấm cho trái đất giữa vũ trụ lạnh lẽo ngoài kia, thì những lợi ích dưới đây cũng không hề nhỏ bé, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con người. Tiếp xúc với bức xạ UVB trong ánh nắng mặt trời giúp da tổng hợp vitamin D, và lượng vitamin D tổng hợp được phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là màu da. Màu da càng tối thì khả năng ngăn chặn tia UV càng cao nên tổng hợp ít vitamin D hơn. Thứ hai là cường độ bức xạ UV và thứ ba là thời gian tiếp xúc. Theo một nghiên cứu từ năm 2008 của tạp chí Environmental Health Perspective thì tắm nắng trong khoảng thời gian 30 phút cho nắng mùa hè, UV index trong khoảng từ 3 đến 5 khi mặc áo tắm sẽ tạo ra lượng vitamin D như sau: 50.000 IU ở hầu hết người da trắng, 20 đến 30.000 IU ở người da rám nắng và 8 đến 10.000 IU với người da sẫm màu. Trong khi đó, lượng vitamin D được khuyến cáo hàng ngày đó là 2.000 IU từ tất cả mọi nguồn. Vitamin D được tạo ra nhờ ánh nắng mặt trời đóng một vai trò rất lớn đối với sức khỏe của hệ xương. Thiếu hụt vitamin D có thể gây ra bệnh còi xương ở trẻ em và các bệnh như loãng xương và nhuyễn xương ở người trưởng thành. Vì thiếu hụt vitamin D làm giảm khả năng hấp thu canxi trong quá trình tạo xương. Mặc dù nếu phơi nắng quá nhiều có thể góp phần gây ra ung thư da, nhưng tiếp xúc với một lượng vừa đủ thực sự có ích trong việc phòng ngừa nguy cơ ung thư. Theo một nghiên cứu về vitamin D và ánh nắng mặt trời của Đại học Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, thì những người sống ở những khu vực có ít giờ chiếu sáng ban ngày có nhiều khả năng mắc một số bệnh ung thư như gan, đại tràng và tụy hơn. Nghiên cứu nhận thấy trong vòng 24 năm từ 1970 đến 1994, có tổng số 566.400 người Mỹ tử vong vì ung thư do thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thiếu vitamin D. Vậy lời khuyên ở đây là hãy ra ngoài phơi nắng khoảng 5 đến 15 phút, từ 2 đến 3 lần một tuần để nạp vitamin D nhờ ánh nắng mặt trời, và lưu ý rằng hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Ngoài ra, vitamin D cũng được cung cấp ở một số nguồn thức ăn.
top 3 thực phẩm giàu vitamin D như chất béo ở cá, gan bò và lòng đỏ trứng gà. Ngoài ra thì các sản phẩm từ sữa, phô mai, nước cam, sữa đậu nành và ngũ cốc cũng chứa nhiều vitamin D. Một lợi ích nữa của ánh nắng mặt trời đó là ánh nắng mặt trời cùng với bóng tối giúp sản sinh các hormone nhằm điều hòa nhịp sống của chúng ta. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được cho là làm tăng cường giải phóng một loại hormone gọi là serotonin trong não. Serotonin có liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh và tập trung. Vào ban đêm với lượng ánh sáng ít hơn sẽ kích hoạt não tạo ra một loại hormone khác gọi là melatonin. Hormone này sẽ giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đây là lý do tại sao trước khi đi ngủ chúng ta nên loại bỏ các nguồn sáng khỏi phòng ngủ của mình. Tóm lại thì tiếp xúc vừa đủ với ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, giảm nguy cơ ung thư, thúc đẩy tâm trạng. Nhưng tiếp xúc quá nhiều với tia UV trong ánh nắng sẽ khiến cho làn da nhanh bị lão hóa và đặc biệt là tăng khả năng gây ung thư da. Hy vọng bạn thích video này và hy vọng những điều tôi chia sẻ sẽ giúp bạn có những góc nhìn rõ hơn về ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đến cơ thể của chúng ta. Đường link các bài nghiên cứu tôi sẽ để ở trong phần mô tả nhé. Hiện tại chúng ta đang phải ở nhà để chống dịch Covid-19 nên hãy cố gắng tận dụng ban công nhà mình hay ít nhất mở cửa sổ để đón ánh nắng nha. Vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa khỏe mạnh hơn nữa. Hãy like và đăng ký kênh nhé vì tôi sẽ quay lại sớm thôi với nhiều video thú vị khác nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tôi là David. Hãy ở yên chung tay chống dịch và như mọi khi thì stay curious.